thiết kế luôn. Thì đơn giá nhảy à. Đơn giá nhảy này, cái ngoài lửa nhảy rất đẹp ấy. Lấy cái không nghe ăn thở đâu mấy. Bóng này của này. Thêm bóng cho mình này. Cái củ thơ nổi ra này, bóng ổn này. Củ thiết kế luôn. Cái ngôi chùa bốn mặt này, nhà chùa tự làm luôn ha, không có mướn thợ ha, sư tự thiết kế, sư tự thiết kế luôn. Đó. Cụ thiết kế, cụ thiết kế chiếc cây ngoài này luôn ha. Dạ. Đó. Đây là chiếc cây ngoài chùa bốn mặt. Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây, chiếc cây ngò này do nhà chùa tự đóng em, sư được thiết kế tự đóng em. Đây, chiếc cây ngò. Chùa bốn mặt, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì mình quay video cận cảnh cho quý vị bạn xem cái ngôi chùa bốn mặt bây giờ như thế nào. Đó. Thì mình sẽ để cho cô chú chị bạn xem ha. Đây phần trong ghe ha. Đây phần trong ghe nè. Đó. Đây sư tự thiết kế luôn ha. Nhà chùa tự thiết kế luôn. Cái ghe ngò chùa bốn mặt. Đồ về Châu Thành, Sóc Trăng. Đó. Giờ thợ đang làm cái này, thợ cũng đang làm em. Nói chuyện không nghe, các bạn thông cảm em, là sợ thợ đang làm em mình nói chuyện không nghe ha. Nói chuyện không nghe. Đó. Giờ bữa nay thì lên dán nhảy xong rồi ha. Ha. Lên dán nhảy, giọng dán nhảy đã xong. Đó. Giờ đợi đang lên cống đùi ha. Đợi đang lên cống đùi. Mình nói chuyện không nghe cô chú chị bạn thông cảm ha, tại thợ nó đang làm. Đây đang lên cống đùi nha. Đang lên cống đùi. Sơn đường thiết kế luôn đó, chú chị các bạn. Cái ro này sơn đường thiết kế luôn. Yên ngon. Chùa khúc mặt. Còn có cái gì luôn. Thank you.
thì ở cái chỗ trụ chân mà mày cho có bạn là nếu mà cắt bắt o nó cho cả nó á mặc độ ra nữa tức mà hồn mà tức mà đấy nó mạnh lợn mấy cái đây cho chở mình ôm cho chở mình ôm chặn á những mà vô bìa đấy giờ mua đừng nấu nó lạnh tay cho mua đó vô bọn lạnh trồng tay khá khá lúc bạn vô lưu bùi lon đâu ở chất hỗn tất á gặp chất hỗn tất á Đây là chiếc cần câu ha, chiếc cần câu của nhà chùa luôn ha. Đây, cần câu của chùa Bốn Mặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.